nên sóng test nhanh với các bác cặp loa dàn VIP của hãng Onkyo, model là D052AX. Đây là một cặp loa thuộc dòng phân khúc, nó là phân khúc mini các bác. Tuy nhiên kích thước của nó sở hữu một cái size, đó là size trung. Con này là bass 14, check đo, bass check đều là dòng phủ từ kép hết và được bọc chống nhiễu ở loa bass các bác nhé. Phân tần thì cực kỳ là to. Lát nữa em sẽ quay nội thất cho các bác xem cái phân tần. Bây giờ thì em mời các bác trải nghiệm qua cái chất âm của cặp loa này. Em sẽ có báo giá và giới thiệu chi tiết ở giữa và cuối video, các bác chú ý là theo dõi hết video nhé. Mình gặp nhau như lúc mới quen ban đầu, cớ sao anh ngập ngừng. Nhà tôi đơn côi, mời anh ở lại. Kể chuyện tha hương chưa lần phải nhớ. Vâng, xin cảm ơn tất cả anh em đã theo dõi hết video. Bây giờ thì em sẽ quay qua hình thức tổng quan của cả cặp loa. Cặp loa này đã về hình thức tổng quan còn rất là đẹp. Phía trước, phía trên, cạnh, tất cả mọi thứ đều rất là đẹp các bác nhé. Đó. Em sẽ quay chi tiết luôn. Đây là dòng loa cao cấp của Onkyo, bass 14 rất lớn, check đo, phủ từ kép, bọc chống nhiễu hết toàn bộ các bác nhé. Kích thước rất là cao to hơn các cặp loa mini thông thường. Công suất của nó thì vẫn là 140W hai loa, trở kháng của nó là 4 ohm. Made in Malaysia, model là D052AX. Cái chữ AX là nó thể hiện cái dòng loa cao cấp của Onkyo các bác nhé. Rất tiếc cặp này về thì nó bị thiếu 2 căng, cho nên em sẽ có giá xả cho các bác với cặp loa này các bác nhé. Đó. Em mời các bác xem qua cái nội thất của phân tần. Hôm trước em nhớ em có chụp lại cái phân tần của nó thì phải. Đây rồi. Các bác chờ một chút xíu nha, em bật lại cái ảnh. Em nhớ là em đã từng chụp lại cái phân tần nó một lần. À đây rồi. Đây là phân tần nó đây rồi. Đây các bác nhá. Đây là cái phân tần của cái dòng loa này. Hai tụ lọc và hai cuộn dây. Rất to luôn. Nó to hơn cái điện thoại em đang cầm. Kích thước của nó chuẩn to hơn cái điện thoại em đang cầm. Rất là to và dài luôn. Đó. Cặp này thì anh em có thể search giá ở trên Google cũng như trên YouTube hay trên Facebook thì anh em có thể biết cái giá trị thực tế của nó. Cặp này về thiếu cái căng, em xả luôn các bác với giá là 1.350.000. Đó.
các bác mua hàng mà chuyển cọc thì cọc riêng cặp này là 300.000. Còn các bác mua hàng chuyển khoản hết thì bên em sẽ tặng các bác bộ chân đế kê loa cho nó sang trọng và lịch sự. Rồi nếu như các bác mua hàng chuyển khoản hết và không thích bộ đế chân đế kê loa thì bên em sẽ đổi sang người có tặng là bao ship luôn cho tất cả các bác, với tổng giá của giá trị là vẫn là 1.350.000. Các bác mua hàng thì liên hệ với số Zalo của Trung Kiên Audio, đó là 0975 575 262. Em xin nhắc lại số Zalo của Trung Kiên Audio, đó là 0975 575 262. Với cặp loa này anh em có thể mua về để ghép với các cái đầu CD ô tô, hoặc là các cái cục dàn mini có hỗ trợ cái giải trở kháng từ 4 ohm trở lên, hoặc là các âm ly to, hoặc anh em có thể mua về làm loa trợ lời cho karaoke cũng đều rất là hay anh em nhé, với cặp loa này. Rồi xin cảm ơn tất cả anh em theo dõi video, xin kết thúc video tại đây.